Em muốn tìm một cái mẫu người bạn trai như thế nào? Ê, cho em cái cười cười có răng khểnh xíu. Mấy cái răng khểnh? Cái được là gì ơi? Anh có hàng đều răng khểnh được luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Xin mời Hạ Mai. Mời bạn nam. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời em ngồi. Em giới thiệu về mình đi. Em chào chị Cát Tường và anh Huyền Minh và các bạn. Ủa các quý vị khán giả luôn đừng quay ạ. À. Gì mà rung em dữ vậy? Em tên Hoàng Minh. Tên gì? Danh Hoàng Minh. Danh Hoàng Minh. Dạ, 27 tuổi. Em làm điêu khắc tượng Phật. Quê quán ở Bến Tre, hiện đang công tác làm việc tại Long Thành, Đồng Nai ạ. À. Mời bạn nữ giới thiệu. Em xin tự giới thiệu, em tên là Thảo. Năm nay em 24 tuổi, quê em ở Đồng Tháp. Hiện tại em sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Mình làm công việc gì? Dạ, hiện tại em là sinh viên năm 2 ngành luật. Chưa ra trường hả em? Dạ, em học hệ giờ học giờ làm á. Nên em có đi làm rồi chị. Em đang làm công việc gì? Dạ, em làm busy. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì nè? Em sống tự lập nên em biết nấu ăn. Nhưng mà có cái là nấu ăn không có được ngon cho lắm thôi. Cái điểm yếu của em thì em là người có tính hơi gia trưởng tí xíu. Rồi coi. Cô gái dân bên miền Tây Đồng Tháp mà nhỏ xíu tuổi mà tính hơi gia trưởng. Em gia trưởng là sao em? Em biết ngay sao nhưng mà em thấy là mình suy nghĩ gì thì mình muốn mọi người đều làm theo ý kiến của mình. Rồi coi. Mọi người trái lại. Cô chắc cô suy nghĩ đúng không mà cô không cho người ta làm không có được trái lại. Có thể là lúc đó em suy nghĩ nó không được đúng nhưng mà tiếp xúc em thì phải theo ý kiến em tí xíu. Có gì thì trao đổi ý kiến em sau nhưng mà lúc mà có những đông người thì nên nhường em tí xíu. Nhường mà nhiều khi ý kiến em trật quốc rồi tầm bậy tầm bạ mà nhường cái gì? Em thấy mình suy nghĩ lúc nào cũng đúng hết. Trời. Bộ mới nhiêu tuổi à? Cô phán câu thấy ghê không? Em suy nghĩ lúc nào cũng đúng. Trời, tôi 40 tuổi mà tôi phán 10 câu trật cái chín đó cô. Em mình nghe bên kia gia trưởng chút xíu em thấy lo không? Dạ không, cũng không lo mấy anh, thì em cũng là người miền Tây mà đến gia trưởng cũng nằm trong máu rồi đâu có gì đâu mà. Gì miền Tây gia trưởng nằm trong máu? Họ có ngựa không? Miền Tây làm gì có gia trưởng? Miền Tây có gia trưởng mà anh. Đâu có thì trong gia đình em gia trưởng nhiều. Gia đình em gia trưởng, em có gia trưởng không? Dạ cũng ít rồi anh, không có gia trưởng nhiều rồi em. Bây giờ hai người quen nhau rồi ai cũng gia trưởng hết trơn rồi ai làm theo ai? Đã thấy nào hợp lý làm gì ơi. Với phần em cũng nhiều bạn gái á, không có hơn thua bạn gái đâu. Em nói cụ thể về cái việc của em làm chút xíu đi Minh. Dạ em làm bên điêu khắc tượng Phật, thạch cao với xi măng anh. Cái này phải có kiên nhẫn lắm mới làm được đúng không? Cũng phải có hoa tay mới làm được chứ. Cũng em cũng làm lâu rồi, có chú trong gia đình cũng nhiệt tình chỉ. Em học nghề điêu khắc lâu chưa? Dạ khoảng 10 năm anh. 10 năm rồi. Hay à. Hồi đó học cái gì ra, học điêu khắc luôn hả? Dạ không, em bên đây làm với chú. Tức là học nghề của chú thôi đúng không? Rồi có người yêu chưa? Dạ cũng có người yêu rồi chị, được hai mối tình. Có một mối tình lâu nhất được 4-5 năm vậy. Rồi xong người yêu đi tu luôn. Hả? Hay vậy? Em làm sao mà em điêu khắc tượng Phật, em quen người yêu 4-5 ta đi tu luôn là sao em? Dạ tại vì khi người ta nói chung mọi người cũng ăn chay, sau này người ta có tâm nguyện đi tu theo mẹ đi tu. Em không giữ lại được hả? Cũng có phiên ấy mà không được. Rồi mối tình thứ hai sao em? Mối tình thứ hai cũng quen được ít thời gian sau không hợp nhau chia tay. Lý do sao không hợp? Thấy ta đòi hỏi quá mình không đáp ứng được thì thôi cúp gu cho an toàn. Hoàn cảnh quá. Nãy giờ em nghe mấy mối tình bên kia em sao em ngồi em cười thúc thích vậy em? Tại em thấy số bạn đó xui quá. Số bạn đó xui quá hả? Giờ không biết bữa nay gặp em là xui hay hên nè. Em có bao nhiêu mối tình rồi? Em cũng có hai mối tình giống bạn bên kia, đều là thầy học trò hết. Một mối tình là yêu đơn phương thôi. Mối tình thứ hai thì em quen cũng được 3 năm mấy. Do là mọi người một hướng đi khác nhau á. Bây giờ nó lo chờ chút xíu anh qua anh hỏi chút xíu thôi. À chào em gái. Anh em... nãy giờ ngồi kia suy nghĩ hoài em phải qua gặp em liền. Em có ăn chay không? Dạ không. Em không bao giờ ăn chay. Anh lo sợ ăn chay cái mai mốt đi tu nữa mệt lắm. Nãy giờ nghe anh kia nói em cảm nhận ảnh là người thế nào? Chắc anh ấy cũng hiền nhưng mà nghe ảnh nói là cũng gia trưởng xíu á, thì nên em cũng hoang mang tí xíu. Không, ảnh hiền lắm. Những cái người mà làm cái công việc đó hình như nó vận vào người rồi em. Rất là hiền. Được á.
Lỡ em lo sau này ảnh làm tượng Phật á, cái khơi nào ảnh đi tu luôn. Trời ơi, đúng à. Lo đúng rồi chứ. Đúng à. Lo đúng à. Không có đâu, em bảo đảm không có đi tu đâu. Có không? Dạ không, tu tại tâm em à. Giữa chừng đừng bỏ người ta đi tu tội nghiệp. Dạ không, em không có tu đâu anh. Còn ví dụ như em làm gì buồn, cô bên kia đi tu thì sao? Đi tu lần nữa, khỏi vợ luôn. Dạ. Rồi bây giờ không, mình hỏi bạn trai bạn gái nè. Bây giờ đó cái khoảng cách địa lý như vậy, hai người nói chuyện với nhau vài câu coi bây giờ là mình hẹn hò nhau làm sao? Dạ, nếu mà em có cơ hội thì em sẽ lên thành phố, không sao. Tình yêu mà không có khoảng cách đường xa hay thời em gian hỏi vậy. Bên kia em cần gì ở anh? Hỏi luôn đi. Em cần gì ở anh? Anh ơi, anh có câu nào mà nó lãng mạn tí xíu không? Cái câu đó nó hơi đâm vô lòng người ta. Thôi lãng mạn chút đi. Em lãng mạn đông người quá, không có lãng mạn được anh ơi. Một mình khổ mới lãng mạn hả? Thường lãng mạn em làm gì? Tặng hoa rồi đi ăn, đi uống cà phê những quán tình cảm nữa. Cũng chưa lãng mạn lắm, lãng mạn hơn nữa coi. Em giờ rung quá trời, em cũng không biết nói. Mình đưa cổ đi dưới mưa ha, rồi tặng hoa, rồi cầu hôn gì đó. Hay là mời cô ra một bờ sông đẹp, thiệt đẹp, xõa tóc dài ra ngồi ngắm nhìn xong em nặng tượng. Ngồi đó học đi, chút xíu nữa kéo màn lên là phải nói câu nào lãng mạn nha không? Bây giờ mình hỏi bạn gái nè, bây giờ em muốn tìm một cái mẫu người bạn trai như thế nào? Em thì không quá quan trọng ngoại hình, nhưng mà được cái thì cho em cái cười cười có răng khểnh xíu. Mấy cái răng khểnh? Cái được là gì ơi? Một cái thôi hả? Cái cho nó dễ thương. Anh có hàng đều răng khểnh hết được. Rồi ngoài răng khểnh ra cái gì nữa? Yêu chó nè, có xu hướng là nuôi chó giống em, như có thể sau này thì có thể nuôi nguyên đàn chó cũng được. Trời ơi, nuôi em biết nổi chưa nữa mà nuôi gì dữ vậy, từ từ đi. Cười coi, cười cười. Cười cười cười, trời ơi cười. Cười to lên. Không có răng khểnh. Có răng hô à. Được không? Nuôi chó không? Có, em thích nuôi chó lắm chị. Nuôi nguyên đàn luôn nổi không? Nổi chị, chó đâu có gì đâu vậy. À, đợi xíu nha. Có điểm gì không thích người đàn ông không? Em thì không thích đàn trai hút thuốc. Nếu mà có hút thuốc thì đừng có hút trước mặt em. Rồi hút lén được, rồi tiếp. Cờ bạc rượu chè tốt nhất là đừng nên có. Gì nữa không? Thôi vậy được rồi chị. Được rồi ha. Thuốc không? Dạ từ xưa vậy em có hút gì ơi. Rượu chè gì không? Dạ ngoại giao thôi chút ít à. Cờ bạc? Dạ không, cờ bạc thì không có. Rồi tốt. Thế em muốn kiếm người bạn gái như thế nào? Cao gần 1.5 tư lên, biết gửi phép thì người lớn. Tôi nhìn là được rồi, không cần gì hỏi gì. Tại vì nấu ăn thì em cũng biết nấu rồi, đôi khi cũng không cần bạn gái nấu ăn. Bao lâu rồi tiến tới? Dạ, nếu được thì 5 sau vậy. Nếu giờ bạn kêu lên thành phố ở trọ để bạn ấy đi làm trên này cho nó tiện thì em thấy sao? Dạ, đó thì em có thể tạo điều kiện được. Tạo điều kiện là sao? Tạo điều kiện lên đó làm á chị. Lên trên đây có chỗ để làm không? Có, cũng có ông chú làm ở đây. Thôi vậy cũng được ha. Rồi, hôm nay bạn gái có đi với ai không nè? Dạ, em có đi với chị gái và hai đứa em ở chung phòng. Em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường, chào khán giả. Em là chị của Thảo. Rồi, chào chị. Em thấy em trai bên này nhìn cũng dễ thương, cũng hiền. Nói chung là được, tại vì em tính nó cứng đầu lắm, tự lập lắm. Nói chung là nó là ship em luôn á. Cho nên cái người nào cứng quá thì chắc cũng không được đâu, tại vì nó đã cứng rồi. Phải có người nào dung hòa được. Mềm đúng không? Đúng rồi. Em thấy anh này cứng hay mềm? Dạ được. Được hả? Dạ, em hứa chắc chắn em sẽ nhường bạn gái, không có ăn hiếp đâu. Thì em tính em chị thấy em làm cái nghề đó là chị rất là vừa ý. Tại vì cái nghề đó phải có cái tâm mới làm được. Cho nên chị rất là thích cái nghề này. Dạ em cảm ơn chị. Rồi, được rồi ha. Em đi với ai vậy? Dạ em đi với bà, với em họ, với bạn á. Ồ, có bà hả? Bà gì? Bên nội, bên ngoại? Dạ bên nội. Con chào bà. Dạ, chào bà. Chào chú Quyền Linh, chào dạ. Cô Cát Tường. Dạ. Tôi là bà nội của Minh. Coi như bà nội đi. Dạ. Thì bà nội nó là chị tôi. Dạ. Vậy như bà nội rồi. Rồi. Nhưng mà giờ nó ở với tôi từ nào giờ lâu rồi. Cũng siêng năng, giỏi giắn. Lo làm ăn mà điều cà phê, rượu trà thì không có. Hai cháu bên này thì cũng được. Thì giờ hay nếu mà hai đứa nó có tiếng nhau mà nó có quen được nhau mà nó kết hôn được thì tôi cũng mừng. Cũng được thôi. Dạ. Vậy thôi thì giờ tôi cũng nhường lại cho bạn nó nói. Chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Em tên Hương, bạn thân của bạn Minh. Thân không? Dạ thân.
Thấy bạn gái bên đây cũng dễ thương, coi cô bộ cũng hợp với bạn em. Cô bộ cũng hợp hả? Tánh tốt lắm, luôn giúp đỡ bạn bè hoạn nạn khó khăn. Đấy, bạn bên đây hiền giống như bạn đang nói chuyện với em đấy. Rồi, kéo màn lên. Kéo màn lên cho hai bạn gặp mặt đi. Một cô gái rất là xinh, cố gắng thuyết phục. Xin cảm ơn em, rất vui gặp mình. À, cảm nhận thế nào về người đối diện? Lần đầu tiên em gặp anh, cảm nhận như thế nào vậy anh? Thở đi để rung quá xỉu á. Anh thấy anh cũng dễ thương, tính tình thì cũng hiền, nhưng mà có cái là không có cái răng khểnh giống chó nè, em không có. Trời đất ơi, sao trời. Ủa thì ra là thích cái răng khểnh này để giống con chó hả? Trời ơi, cái gì kỳ vậy em gái? Gặp người yêu đầu tiên mà nói không có cái răng khểnh giống con chó, em không thích. Thật sự nha, rất là hiền. Nếu mà anh có em gái em gả cho nó liền luôn. Ăn hiếp ta nha cô. Đừng ăn hiếp nha. Bây giờ rút lời nói lại. Anh cảm nhận với em như thế nào? Em hơn sự tưởng tượng của anh. Là cảm ơn anh. Không dám nhìn thẳng vào mặt người ta đi, mới cảm nhận dùng nhìn đâu hồi vậy? Xưa nói dùng nó khuyết điểm của em mà nói chuyện không ưu gót cái phần em nhắc gái lắm. Nếu mà sau này mình có đi đến hôn nhân á thì anh sẽ lập nghiệp ở đâu? Tùy theo hai đứa mình sắp xếp hả? Anh thì công việc thì ở Đồng Nai, thành phố cũng được. Vậy mình về Sài Gòn nha anh. Ok. Tại vì anh nói chung là có ông chú cũng làm lĩnh vực này luôn, ở trên Sài Gòn quận 6 luôn. Cưới nhau mình mới về Sài Gòn đúng không? Bây giờ lúc đang yêu nhau thì mình hẹn hò ở đâu? À, Sài Gòn chị ơi. Chứ ông đâu có nở lòng nào để bạn gái chạy xuống Long Thành đi chơi với em đúng được. Đúng rồi, nở lòng nào ha. Mai về làm mình nắng con chó có răng khểnh dài khúc rồi. Cái đó được đó anh. Trời ơi được. Khoái rồi đó chứ. Anh nói chơi mà khoái. Nói chung là ở đây em cũng rung, anh không có nói được gì hết. Nhưng mà ở đây mình cũng có cái duyên. Thì nên mong rằng em cho anh một cơ hội và cho em một cơ hội để mình tìm hiểu nhau. Anh rung lắm rồi. Em thấy thích cô đối diện không? Dạ có anh. Hả? Dạ có anh. Có không? Dạ có. Thích tim đập mạnh chưa? Dạ mạnh, nãy giờ cũng rớt cái tim ngoài anh ơi. Rồi, hết thời gian. Người ta muốn rớt cái tim ra ngoài luôn rồi kìa. Suy nghĩ cho thật kỹ. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. 1 2 3 Hết thời gian. Ấm yếu xìu à. Cái nút người ta bự vậy mà ấm. Ấm yếu xìu sao nó ăn được. Tôi đang hình dung ra cái cảnh mai mốt mà cô này cô dữ quá, cô ăn hiếp bạn cho cô ra, cô nói nó gì đó. Bạn cứ ngồi bạn khắc tượng Phật, khắc tượng. Sao? Một cái đi. Đây mọi người cái hung không mà quý vị? Hung không mọi người? Chị ơi, em xin phép hùng em chị cái. Chị cho rồi đó, chị cho cho nó kìa. Hung đi. Và bây giờ tôi sẽ thông báo quý vị một cặp đôi đã cưới nhau rồi. Cặp đôi đó quý vị còn nhớ không? Một chàng trai tặng cho cô gái một cái chìa khóa và đưa ra rất nhiều cái yêu sách. Và tất cả khán giả truyền hình nói trời ơi anh này đưa ra yêu sách nhiều quá, cặp này chắc tan quá. Nhưng mà cuối cùng họ đã cưới nhau. Và ngày hôm nay mong muốn rằng hai cặp đôi cũng sẽ tiến tới hôn nhân càng sớm càng tốt. Xin mời quý vị chúng ta đến với cặp đôi đầu tiên của ngày hôm nay. Chưa thấy đàn ông nào mà quen bạn gái cả năm rưỡi mà tặng con cây son. Mà không biết cây son đó thiệt hay giả dỏm nữa. Vậy chia tay đúng rồi đây em. Gãi hoài vậy trời, cô Chí hả? À, anh có món quà tặng cho em. Dạ, em cảm ơn anh. Trời ơi, cô cao quá. Đứng đo chiều cao chút coi. Sát vô. Rồi, mời em gái. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Rồi, mời em gái giới thiệu. Xin chào tất cả mọi người, em tên là Lê Thị Cẩm Tuyên, hiện tại thì em 22 tuổi và em đang làm việc tại siêu thị điện máy Chợ Lớn quận 5. Công việc của em là nhân viên tư vấn bán hàng và chuyên ngành của em là bán TV ạ.
quê mình ở đâu? Dạ quê em ở Tiền Giang, chị Cái Bè Tiền Giang. Rồi, mời bạn trai bên kia. Dạ, chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường và chào mọi người ở đây. Em tên là Trần Hữu Tài, năm nay em 27 tuổi. Nghề nghiệp của em là huấn luyện viên phòng gym. Quê em ở Kiên Giang và làm việc ở Cần Thơ. Cái Bè thì cũng gần Cần Thơ, không sao cả. Dạ. Nhưng mà giờ khúc yêu nhau này nếu mà xa quá em có ngại gì không em gái? Dạ, yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng đổi, mấy đèo cũng qua. Hay chị. Quá. Thời buổi công nghệ mà lo gì ha. Dạ đúng rồi. Ưu điểm, khuyết điểm của em? Dạ, ưu điểm của em thì em nấu ăn ngon, vui vẻ với hòa đồng với tất cả mọi người. Nhưng mà bề ngoài em nhìn có vẻ hơi lạnh lùng, nhưng mà tiếp xúc gần thì thấy em dễ gần hơn. Cái công việc của em là nói chuyện nó nhiều á, nên là em cũng thích tiếp xúc với nhiều người khác nhau, dễ chia sẻ tình cảm với nhiều người khác nữa. Dạ, khuyết điểm của em chắc là em ăn nhanh. Một bữa em ăn mấy chén cơm? Dạ, một bữa em ăn có một chén một nhưng chén. Mà mới vô nhìn như tưởng ham ăn lắm, ai ngờ ăn ào luôn. Ăn bao mấy phút? Dạ, chắc tầm khoảng phút là xong á. Khoảng phút là xong á. Cái gì? Một phút là sao kịp nhai nuốt? Rồi vậy người ta vô ta bạn ăn, ta chưa kịp ngồi cầm đũa nữa là em quất xong rồi đó hả? Dạ. Nói tóm lại cái này mà về nhà chồng nó cũng nó không được thuận lợi lắm. À, bà già chồng mới giới thiệu, dạ đây giới thiệu con dâu tôi, con dâu nó dạ mời cả nhà ăn cơm, dạ con xong. Thôi ăn vậy đâu bao tử lắm em ơi. Đâu bao tử đó. Ăn từ từ nha. Giới thiệu về mình đi. Dạ, ưu điểm của em là nấu ăn, biết bartender, dễ tiếp xúc và học hỏi. Khuyết điểm là gì? Có thể nói là hơi gia trưởng chút, hay nóng tính. Em mà nóng tính hả? Sao em thấy em nhẹ tính lắm mà. Không, khi mà em không cười hoặc là khi mà em cáu vào lên à, mọi người không dám đứng gần em. Em có ăn nhanh không? Không, em ăn rất chậm. Em ăn một chén mấy phút? Ví dụ như là ăn được thảnh thơi thì ăn cũng khoảng nửa tiếng. Nửa tiếng? Bên này ta ăn có một phút à. Hình như cái giọng nói cô gái bên kia rất là mạnh mẽ. Giọng rất là cứng như là rất đàn ông. Còn giọng bên em rất là nhẹ nhàng, quyến rũ. Hả? Bên đây nhẹ nhàng lắm. Có tài lẻ gì không em? Tài lẻ thì cũng nhiều, em có thể vẽ nè, hoặc là pha chế và nấu ăn thôi nha chị. Rồi thôi bây giờ biết văn nghệ gì không? Hai bạn mình làm một bài văn nghệ cho nó thay đổi không khí đi. Dạ, nhà em thì có truyền thống hát cải lương chị. Cải lương hả? Dạ. Rồi nên vậy là... thì làm cải lương liền. Vậy là con nhà nòi hay sao? Dạ chị nghe em hát đi ha chị ha. Rồi. Dạ. Từ là từ phú tướng, bảo kim sắc phong lên đàn, vào ra luôn trong tình trạng năm canh mơ màng. Nhà nòi hả em? Sao em nói em con nhà nòi hát cải lương? Dạ em nói là em thích nghe cải lương và em nhà nòi, chứ em không nói là em hát cải lương hay chị ơi. Trời ơi, em gái xinh đẹp, em hát em anh phải chạy qua liền luôn đó. Tại anh nghe nhà nòi đó. Dạ. Công nhận nòi thiệt. Anh qua anh nhìn thấy ấn tượng liền em gái em trai. Dạ. Ha, giọng nói cũng ấn tượng mà con người cũng xinh đẹp ha, nói chung là dân Tiền Giang ai cũng dễ thương hết. Bạn trai em cứu chương trình lại bài hát hay cho em. Tôi xin hát tặng bạn gái và mọi người bài hát là Em Là Của Anh. Rồi em có nhà nòi không? Dạ không, em nghiệp dư. À, rồi hát đi em, bắt đầu. Ánh mắt yêu thương ta trao phút giây ban đầu, những lúc cô đơn anh luôn có em bên mình. Thôi được rồi đó. Thôi bỏ rồi đó. Đi. Thôi mình vô tình trường đi hai em. Em gái mình trải qua mấy mối tình rồi em? Dạ có một mối tình thôi chị, 1.5 năm ạ. Lý do sao chia tay cơ? Hai đứa không hợp nhau vì vấn đề bạn trai đó keo kiệt quá. Em ví dụ như đi ăn uống với nhau đi thì con gái lúc này cũng thích lady first. Thì nói chung là hai tụi em là như hai thằng đàn ông, đi ăn là chia đều ra. Với là trong thời gian quen nhau là như bạn đó chỉ tặng em được có cây son mà. Em không, em thì không có đòi hỏi gì nhưng mà hình như là được một cây son thôi á chị. Cái hồi mới tặng một cây son em hả? Dạ đúng rồi anh. Trời, nhưng mà cái hồi mới cua nhau á, không lẽ cũng chia? Dạ hồi mới cua nhau vẫn chia. Tại chia vì em quen chia vậy? Tại vì em thích cái tính của bạn đó. Sao hồi đầu thích sau đó lại chia tay? Sao tìm hiểu mới biết chị. Mới đầu thì khép nép bạn bè với nhau, thì lịch sự với nhau. Nhưng mà không ngờ cái lịch sự nó kéo dài thời gian lâu quá. Chưa thấy đàn ông nào mà quen bạn gái cả 5.5 mà tặng con cây son. Mà không biết cây son đó thiệt hay giả dỏm nữa. Vậy chia tay đúng rồi đó em. Em trai sao nè, mấy mối tình rồi cưng? Dạ em trải qua 2 mối tình chị. Em quen mối tình đầu tiên là cũng được 3 năm. Mối tình thứ hai là mấy năm? Dạ 2 năm. Em tặng mấy cây son? Em không tặng son, em chỉ dẫn đi ăn rồi mua sắm rồi bạn gái thích gì. Đi ăn ai tính tiền? Ai đó tiền? Dạ em trả. Có chia lần nào không? Dạ không, bạn gái đòi chia mà em không chịu. Đúng rồi, vậy chứ.
Mẫu người lý tưởng của em là như thế nào? Mẫu người của em thì giống như anh trai của em là được rồi chị. Anh trai em thì trong công việc là rất là nghiêm túc. Về nhà anh hòa nhập vào gia đình, thương yêu vợ con và đặc biệt là hiếu thảo với ba mẹ. Anh trai em thì phong độ cao ráo. Em cũng cao. Không cao. Em cũng hơi cao nên em cũng muốn bạn trai cao hơn em. Khoảng nhiêu? Dạ 1m8 chị. Hả? Chết rồi, thiếu em cao tăng. Nhiêu? Dạ 1m71. Trời ơi, bạn gái cao 1m71 đó, chưa kể mang dài. Sao em? Giờ nó có ghế đơn rồi. Tôi cao này 1m9 cũng được, không sao, quan trọng mình gan thôi em. Này hơi khó à. Rồi còn điều gì em không thích ở người bạn trai không? Dạ, con trai đừng nên gia trưởng với lại khó tính quá. Với con... keo kiệt nữa. Dạ đúng rồi chị. Kiểm tra cho. Em keo kiệt, đây ta tặng nhiều lắm rồi. Em muốn lấy một người vợ như thế nào? Cũng thông minh. Dạ. Kiểu thông minh đó. Dạ, em thích tóc dài, tóc dài. Tóc dài hả? À. Bên kia cũng hơi dài dài chút. Phụ nữ hiện đại. Có. À, biết nấu ăn là em thích rồi. À. Em không thích gì ở người phụ nữ? Hay cào nhào thôi. Tại vì môi trường làm việc của em á, cũng tiếp xúc nhiều bạn nữ lắm. Mà có thể là va chạm về đụng tay đụng chân với nhau. Hả? Cho nên là sợ bạn cào nhào hay là ghen kìa. Ghen? Bạn đụng tay đụng chân con trai hơn gái? Dạ gái có, trai có. À. Nhưng mà em thích đụng tay con trai hơn gái nhiều. Chà, trai nhiều hơn gái nhiều. Đã ở xa rồi mà còn đụng tay dạ, đụng chân. Nếu nói gì thích rồi con gái chứ anh. À. Dạ bạn trai thì đã ở xa rồi mà còn hay đụng tay đụng chân với phụ nữ nữa, em có ghen không? Thì em thì em thoáng lắm chị. Mình là con gái thì mình cũng phải biết tâm lý của con trai. Ờ à, nói thì hay lắm, tao hỏi yêu đi. Rồi thấy cái cảnh mà trong kia ôm ôm rồi đỡ lên chạy xuống là đầy máu chạy lên chạy xuống á. Đẹp trai ha. Ủa cái lông mày ngộ vậy? Em có tạo hình đó. Dạ không, bẩm sinh chị. Lần đầu tiên mới thấy à, thấy trong phim thôi. Ông mày thì là phải làm tướng đó. Em cao bao nhiêu? Dạ 1m73 chị. Em phải mang giày độn chút. Không có thể là độn lên cũng được. Phải độn lên chút dạ. Nha à, gym thì tướng tá là chắc nịch rồi ha. Tóc cũng cao ráo ha. Vén vén rồi lên ha. Thôi kệ vậy cũng được, ngụy trang. Em có thích anh trai á, trắng cao không? Giống anh hai em rồi chị. Ủa hồi nãy em đòi em giống anh hai. Giống anh hai hoài, bây giờ mình muốn xem anh hai em như thế nào nè. Nay có anh hai đi dạ, không? Dạ có anh hai đi đâu, chị. Anh hai đâu? Dạ anh hai em đó. Anh hai tráng cao, giống rồi. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn Nam và dạ, chào toàn thể các bạn khán giả ở đây ạ. Em tên là Tiến Sĩ, là anh trai của bé Cẩm Tuyên. Trước giờ thì em và mẹ thì luôn luôn xem bé Tuyên lúc nào nó cũng nhỏ bé hết. Riêng với bạn Nam thì người đàn ông thì anh hy vọng là mình sẽ có thật nhiều bản lĩnh trong cuộc sống. Anh thấy em là một người đàn ông, việc đầu tiên anh thích nhất là nhìn khá là man. À, em là huấn luyện gym, anh cũng tập gym, anh cũng thích luôn. À, kế bên là mẹ phải không? Không biết mẹ bác gái có ý kiến gì không ạ? À? À, chào chú Quyền Linh và cô Cát Tường, tất cả quý vị khán giả trong khán phòng. À, cô thấy ngoại hình của cháu và cách nói chuyện thì cô cũng thấy được, dễ mến. Tìm hiểu nhau, đến hôn nhân thì cô cũng chấp nhận. Tại vì giờ là cha mẹ không có đặt đâu cho con được. Thì con đặt đâu thì cha mẹ ngồi đó à. Anh trai đi với ai? Dạ em đi chơi, đi với anh trai và em gái với bạn. Xin chào gia đình bạn nữ, chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Em là anh ruột của Hữu Tài. Nhìn thấy bạn nữ này cao ráo xinh xắn, cũng có cá tính. Còn Hữu Tài chỉ có cái là hơi nóng tính, nhưng mà biết quan tâm chăm sóc, với lại là hiểu ý người đối diện. Thấy phù hợp thì có điều kiện hai đứa cùng bấm nút để tìm hiểu nhau. Có em gái không? Em gái có nói gì không? Dạ em thấy cũng dễ thương, cũng đẹp lắm ạ. Đẹp là được anh ơi. Ở lại đây là do hai bạn này quyết định. Nào mở kéo ra rào. Chào em. Chào anh. Gãi hoài vậy trời, chú Chí hả? À, anh có món quà tặng cho em. Dạ em cảm ơn anh. Trời ơi cô cao quá. Đứng đo chiều cao chút coi. Sát vô. Cảm nhận lần đầu tiên gặp mặt thế nào? Anh có nhu cầu mua tivi không anh? Không anh có rồi. Dạ. Là nếu mà anh nghĩ anh cưới em rồi là anh cũng có tivi mà. Dạ đúng rồi. À. Chương trình tài trợ đúng không? Có tivi nhãn hiệu UVC TV đỉnh cao công nghệ Smart TV, điều khiển bằng giọng nói, tivi 8-9 triệu, 3 triệu đều có hết. Thấy ảnh giống anh trai của mình không? Giống nhiều không? Giờ đẹp trai hơn nhiều chị. Hồi nãy mới khen anh trai bây giờ. Chưa? Thiệt. Thấy chưa? Em nghe nói là anh thích nấu ăn đúng không ạ? Ừ, anh thích nấu ăn. Anh dạ. Nấu được món Tây, món Tà luôn. Dạ. Em có thích tập gym không?
Dạ, ốm quá cũng định tập cho nó lên cơ, lên múi mà không có ai làm PT hết trơn á. Anh đây miễn phí. Dạ. Em muốn tăng mấy cân, anh tăng em mấy cân. Làm sao cho body đẹp là được rồi anh. Ok, thiếu chỗ nào anh buộc chỗ đó. Thì em cần tập đâu, có hơi nhau là nó lên à. Bây giờ vô cái chuyện hẹn hò đi. Đứa giới thiệu TV, đứa giới thiệu phòng gym. Bây giờ hẹn hò một người làm sao gặp nhau. Em cũng là vượt thủ cho nên nếu mà hẹn hò nhau là anh có thể là chạy bất chấp. Dạ, một tháng em được ốp có 2 ngày thôi. Em thì xoay ca làm việc. Có thể là chiều đó anh lên buổi sáng, hôm sau em nghỉ làm em đi chơi với anh cũng được. Dạ. Anh tiếp xúc nhiều bạn nữ lắm đúng không anh? Ờ đúng rồi. Chắc có nhiều bạn xinh hơn em đúng không anh? Nói chung đó là anh không có quan trọng về yêu nhau bằng cánh mắt đầu tiên. Anh chỉ thích là tình cảm và tính tình thôi. Dạ. Vậy anh có yêu em từ cái nhìn đầu tiên không anh? Cho đến hôm nay là hình như là anh thay đổi về cái ý nghĩ là yêu. Ta thích rồi. Dạ. Em không thích điều gì nơi bạn trai em? Em thì không thích bạn trai hút thuốc. Chết rồi, anh có nhưng mà không sao. Dạ, anh em kiềm chế được. Dạ, với lại em cũng không thích bạn trai sắp đặt mình quá. Em cũng có thể cho anh đi chơi, anh cũng có thể cho em đi chơi. Tại ai cũng có bạn bè riêng với nhau, nhưng mà cái nào mình cũng phải có chừng mực. Anh thì cũng thoáng lắm, ví dụ như anh đi chơi hoặc là bạn bè rủ ghê là anh cũng ưu tiên rủ bạn gái mình theo. Dạ. Trừ khi bạn gái mình không đi, bỏ nhà. Anh đẹp trai quá em sợ nữa, không biết về máu ghen có nổi lên không? Bạn trai mạnh mẽ đứng lên thể hiện mình nam tính không, mình ga lăng. Lần đầu tiên gặp bạn nữ mình thấy như thế nào đó? Lần đầu tiên em gặp bạn nữ và gia đình bên bạn nữ thì cũng có cảm tình. Thật sự lại đây là rất là gung. Dạ. Nếu có cơ hội em cho anh tìm hiểu em ha. Anh sẽ đội lên cao cao lên chút, hơi hợp. Em cũng rung đó. Cảm giác cái nắm tay thế nào? Hai đứa cảm giác coi sao? Cũng bớt rung rồi anh. Hình như quen nhau từ lúc nào rồi thôi. Bạn gái thấy cảm giác cái nắm tay thế nào? Lâu rồi mới tìm lại được cảm xúc ngày đó anh ơi. Rồi, thôi được rồi đó. Bấm nút để làm tròn cái nhiệm vụ của mình. Nào, chuẩn bị. Suy nghĩ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Trời, nhấn cái thôi. Nhấn gì lia lịa vậy cưng? Trời ơi, cũng nhấn vậy nè. Nhấn kịch. Đẹp nhấn, đôi lắm. Nhấn một cái là ăn rồi, nắm tay nhau nè. Đó, bây giờ xin phép là chính thức bây giờ cho mình bắt đầu hẹn hò. Dạ, cho con xin phép được không em ạ? Rồi, bây giờ á, em gái mua quà ra đi. Quà này là quà bạn trai bí mật tặng em đó. Tại anh rất thích màu trắng và anh nghĩ là tình yêu mình tính dưới đây là cũng hoàn toàn trong trắng và không có sự sắp đặt nữa. Dạ, cảm ơn. Mặc vô cho bạn gái luôn đi em. Không vừa thì anh với em đi đổi. Đây là chiếc vé xem phim cùng gặp Cine Box 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Người hói người ta cũng đẹp trai, hói thông minh, hói giàu có, hói giỏi giang, nói chung là hói đủ thứ cái tiêu chuẩn rồi là tốt hết trơn á ha. Dạ. Thôi. Ủa. Trời. Nghe gì không? Ngồi đi em. Mời bạn nữ. Vâng, bạn trai giới thiệu về mình đi bạn. Dạ, em xin chào mọi người, em xin chào anh Quyền Linh chào và em. Chị Cát Tường và chào bạn gái bên kia. Em tên là Lê Đức Trung, hiện tại là em 24 tuổi và em đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương. Quê gốc của em là ở quê Thái Bình. Em làm gì? Nhân viên y tế ạ. Y tế? Dạ vâng. Ủa nhưng mà nhân viên y tế tức là em là bác sĩ, y tá? Em là y sĩ ạ. Mình làm việc ở đâu em? Em làm việc ở Di An, Bình Dương chị ạ. Rồi, mời em gái giới thiệu. Xin chào mọi người trong trường quay, chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh cùng bạn trai bên kia. Em tên là Hồng Nhung, năm nay em 22 tuổi. Hiện em đang là nhân viên bán hàng tại showroom bán hàng thời trang chuyên về mông góp. Thì em đang sống ở quận 10 thành phố Hồ Chí Minh và quê của em là ở Tiền Giang. Cũng hơi xa nhau đó, bạn trai nhắm là mình sẽ hẹn hò như thế nào đây? Nếu mà trong cái thời gian mà mình hẹn hò ấy, thì có thể là mình tranh thủ vào cuối tuần hoặc là những cái nào ngày lễ là nghỉ. Cuối tuần thì cũng có thể, tại vì cuối tuần thì em cũng được nghỉ, em không ngại vấn đề đi xa. Anh thấy đó giờ các cặp vợ chồng với nhau thường ít ai ở chung xã, chung huyện lắm quý vị. Khi nào ở chung tỉnh luôn, thậm chí tỉnh này lấy tỉnh kia, ở đây lấy nước ngoài, ở ngoài lấy Việt Nam. Cái chuyện nó không sao cả, vấn đề chúng ta có yêu nhau hay không thôi ha, tình yêu đủ lớn hay không thôi. Rồi,
Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Tính tình của em là vui vẻ, em có thể truyền cảm hứng vui vẻ cho những người xung quanh. Cũng biết nấu ăn, cũng có biết hát một chút, cũng biết thêu thùa may vá và có thể lo lắng được cho gia đình. Về khuyết điểm của em thì nhiều khi em cũng hơi thẳng tính, với lại có chút nóng tính mà đôi lúc mình không có kiềm chế được bản thân mình á. Rồi, bạn trai bên kia, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Ưu điểm là em biết nấu ăn ạ. Làm việc nhà thì em cũng biết làm. Trong công việc thì em là một người làm việc tới nơi tới chốn. Em không bỏ dở việc giữa giang, giữa chừng. Em cũng có sở thích như là trồng cây hoặc là trồng hoa lan. Em ở Bình Dương với ai? Hiện tại thì ở Bình Dương thì em đang sinh sống với lại anh chị em. Về tình trường, em gái có bao nhiêu mối tình rồi? Mối tình chính thức thì em cũng chưa có quen ai hết. Tại vì đi học xong rồi em ra đi làm luôn á. Cái công việc của em á, nó không có thể nào mà ra ngoài tiếp xúc được với nhiều mối quan hệ, cũng như gặp nhiều bạn trai khác á, nên em cũng chưa có tìm hiểu được ai. Nhưng mà 22 tuổi thì cũng còn khá trẻ. Dạ, nếu như rồi. Em nghĩ hôm nay mà mình tìm được một người bạn trai đó, thì theo như cái kế hoạch của em thì tới bao nhiêu tuổi thì em sẽ kết hôn? Em thì không có kế hoạch cụ thể lắm. Nếu mà hai trái tim chúng ta rung động với nhau thì có thể là 1 năm, 2 năm hoặc là xa hơn cũng được. Đó, mình phải hỏi cái đó. Nhiều khi mình muốn tìm hiểu thì mình chưa có muốn kết hôn, thì nhiều khi anh bên kia anh muốn rồi thì tội ảnh, hỏi luôn. Dạ. Rồi, mời bạn trai bên kia, mình thì tình trường sao? Dạ, tình trường của em thì hiện tại thì em có một mối tình chính thức. Đó là từ thời em học cấp 3. Là mối tình kéo dài được khoảng tầm 3 năm ạ. Bây giờ chúng ta sẽ nói về hiện tại đi. Dạ. Bạn gái muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào hả bạn? Em thì cũng không có tiêu chuẩn gì cao lắm. Bạn em là không hút thuốc, không uống rượu bia nhiều, không gia trưởng. Em thì không thích bạn em có bụng bia hay là bị hói hay gì đó. Đến mức độ anh Quyền Linh thì được. Có anh được hả? Dạ. Anh mà cái hói là anh ban qua liền vậy đó. Dạ, chào anh. Là dễ thương. Ha. Mấy người hói người ta cũng dễ thương lắm chứ Phụ. Dạ. Lý do gì em không có cảm tình với người hói là sao? Cảm thấy không thích lắm thôi chứ. Bây giờ không thí dụ em lấy ông chồng nó về. Xong rồi á, lúc đầu chưa hói. Về em đi ông quá thời gian, con cái, cơ máu, gạo, tiền. Ông suy nghĩ quá, ông hỏi ông là em bỏ ông. Dạ không phải, đó chỉ là tiêu chuẩn nhất thời thôi anh. Đó không phải là khẳng định. Khi mà mình đã thích, đã thương thật sự rồi thì người đó có như thế nào thì mình vẫn thương đúng người rồi. Đó thôi. Người hói dễ thương lắm. Người hói người ta cũng đẹp trai, hói thông minh, hói giàu có, hói giỏi giang. Nói chung là hói đủ thứ cái tiêu chuẩn gọi là tốt hết trơn á ha. Dạ. Thôi, bây giờ là em tưởng tượng anh chàng bên đây thế nào? Là một người nghe cũng có vẻ là chững chạc và cũng có vẻ hiền. Đúng rồi, hiền. Dạ. Hiền lắm, mà có thể là em lanh hơn ảnh luôn đó. Thôi được rồi đó, cô bên đây xinh lắm, anh chịu đàn gái rồi đó. Dạ cảm ơn anh. Nó nếu như mà trường hợp mà sử dụng lấy nhau á, thời gian quen biết thì anh xuống đây anh chăm sóc em. Dạ. Nhưng mà khi mình tính tới kết hôn đó thì em phải về Bình Dương em sống, em đồng ý không? Dạ thì em vẫn đang sống xa nhà nên là em vẫn đồng ý. Ở đâu miễn có công việc làm, có người yêu thương cho mình là được ha. Dạ đúng rồi, rồi vậy tôi yên tâm. Dạ chào chị. Rồi chào em. Bên đây bạn gái dễ thương, bạn trai cũng rất là dễ thương luôn. Có cái điều gì mà em thật sự em không có thích ở người bạn gái không? Em không thích giả dối đâu ạ. Bạn gái là có một cuộc hẹn với lại bạn khác, ví dụ như là bạn học cùng hoặc là bạn chơi cùng, muốn đi chơi thì phải nói rõ như mình. Khi mà em gọi điện hoặc là nhắn tin thì có thể là nghe, khi cảm giác yêu thì sợ mất đối phương ấy chị. Nên là em rất là sợ nói dối. Dạ anh yên tâm, em là người rất thẳng thắn. Như vậy em có vẻ cũng là hơi ghen đúng không? Cũng hơi thôi ạ, tại vì yêu là phải ghen thôi ạ. Dạ. Mà ghen đúng nghe, đừng ghen bóng ghen gió hoài là mệt người mệt mình nữa. Dạ. Em định hướng là em sẽ ở lập nghiệp ở trong này luôn hay là có định sau này về quê không em? Dạ định hướng của em là em làm việc và sống ở trong này luôn ạ. Thì hiện tại thì em cũng cố gắng tích góp thì xây một ngôi nhà đó thì cũng có thể là đón ba mẹ em vào đây ở chung. À thì tốt quá. Kế hoạch thì em muốn bao lâu nữa thì mình yên bề gia thất? Khoảng tầm 1 đến 2 năm nữa. 1, 2 năm. Hai bạn này trẻ nhưng mà khi mà trò chuyện thì Tường có cảm giác là hai bạn rất là chín chắn trong suy nghĩ. Nhưng mà em trai em có cái hình mẫu lý tưởng bạn gái của mình không? Cao 1m55 trở lên, cân đối dễ nhìn hoặc là có một nụ cười duyên. Cười duyên hả? Dạ. Nụ cười kia tươi lắm đó. Em không biết là có duyên hay không nữa. Bây giờ mình hỏi thêm ý kiến người thân nha. Hôm nay em gái đi với ai? Dạ hôm nay thì em đi với một chị bạn đồng nghiệp của em. Em chào chị. Chào anh Quyền Linh. Chào, em. Chào chị Cát Tường và chào các bạn trong trường quay. Em tên là Hải Oanh. Nãy giờ thì nghe hai bạn trao đổi chia sẻ với nhau thì cũng thấy là hai bạn cũng khá là vui tính nè, dễ thương. Chị mong là trong thời gian tới thì hai em sẽ là một cặp đôi tiếp theo mà chương trình ghép cặp thành công ha. Thì cảm ơn. Em đi với anh trai.
Dạ, hôm nay em đi với lại chị gái em và hai chị đồng nghiệp. Chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường ạ. Dạ. Chào quý vị khán giả trong trường quay và quý vị đang xem đài. Chào em. Bạn gái bên này thì trẻ trung này, xinh đẹp, năng động. Chị thấy thì chị ok đó. Nếu như được thì hai em cho nhau cơ hội tìm hiểu. Cảm ơn chị. Bây giờ là thời gian hai bạn gặp gỡ nhau nha. Dạ. Nào, mở rào. Dạ, em chào anh ạ. Nãy giờ sau bước đem hoa thì không biết là những gì mà anh nghe về giọng nói của em thì anh có liên tưởng đến em hay không? Thực ra thì anh cũng tưởng tượng được một đôi phần rồi. Nhưng mà khi mà gặp em thì anh thấy em rất là xinh đẹp. Và kèm theo đó là dạ, có anh. Một nụ cười rất là duyên. Anh cảm rất là thích. Anh. Được bao nhiêu phần trăm trong tưởng tượng của anh nhỉ? Nói về mà tính cách hay là con người á, thì em có cái tính cách thẳng tính. Có một số nhược điểm cũng giống như anh. Anh có thể là anh hơi nóng tính. Nóng tính nhất của anh là đến mức độ nào anh? Ngày trước khi mà anh còn đi học ra thì cái tính nó hơi nông nổi á. Sau khi mà rèn luyện và làm việc có lẽ là anh điềm đạm hơn. Thì em nghĩ anh học y thì chắc chắn là anh cũng sẽ có một chút điềm đạm hơn em rồi. Thì đôi khi em cũng vậy, như có một chút tính con nít ở trong nó. Không biết là anh có chịu đựng được hay không? Cái đó thì thực ra anh nghĩ là con gái mà điệu đà hoặc là trẻ con nhõng nhẽo, anh nghĩ là anh có thể là đã chiều được cái tính đó của em. Dạ. Nếu mà trong cái thời gian mà quen nhau á, thì em có thể dành bao nhiêu thời gian? Em với anh đều có thể luân phiên sắp xếp thời gian. Thì đúng rồi, đó là phù hợp cho hai người. Anh mong rằng chúng ta sẽ dành nhiều thời gian cho nhau hơn, thì không dạ. không bất kể một ngày nào đó cả. Nghĩa dạ. là lúc nào mà em cần anh thì anh sẵn sàng anh có mặt. Thì em cũng rất hy vọng điều đó. Bây giờ tôi thấy hai bạn bây giờ nói chuyện rất là hợp đó. Bây giờ thử cái này coi nó hợp không nha. Dạ. Hai mình tìm bài nào hát chung thử coi được không? Em hát được bài Điều Anh Muốn Nói không? Anh chưa từng nói sẽ yêu em suốt đời. Anh chưa từng nghĩ anh làm được điều đó. Nhưng anh sẽ hứa anh yêu em thật nhiều. Yêu em không cần lý do. Hãy cứ để anh sống với những mong chờ. Muốn nói một điều từ sâu trong lòng anh. Anh yêu em chỉ vậy thôi. Người ta kêu tiền cái bài song ca rồi tự nhiên ông vừa hỏi ta sao ông hát luôn vậy đó. Nhưng mà tôi khoái vậy nè. Dạ. Nãy chị coi cái rèm á, em ngồi khòng cái lưng chị không có thấy cái tướng em đẹp. Em đứng lên cho người ta thấy cái body em đẹp chút coi. Đó, đẹp không em? Dạ đẹp. Đó, giờ em test kiểm tra coi anh có đủ sức khỏe không. Đó, em rồi em cảm nhận chị? Em, chị biết mà, chị biết gu em mà đó, em cứ kiểm tra đi. Dạ em thấy là hợp với em á chị. Hợp ý đúng không? Thoải mái đi em. Thoải mái đi. Dạ anh học y thì chắc em nghĩ là sức khỏe anh cũng tốt rồi chị. Ổn rồi phải không? Dạ. Đó, bây giờ hai người nắm tay nhau. Đẹp đôi quá mà. Không thể song ca được với anh nhưng mà em cũng có một vài câu hát để hát tặng anh. Tự nhiên bối rối quá. Bối rối quá hả? Mặt trời kia dù ở đâu, dù ngày trôi nhanh hay rất lâu, dù là mình xa cách nhau, ánh sáng ấy vẫn là như thế. Vậy mà sau khi không có anh, đoạn đường nào em đi cũng vắng tanh. Thời gian ơi xin hãy trôi nhanh để em lại được ở bên anh. Bây giờ chúng ta suy nghĩ cho thật kỹ trong vòng 15 giây để xem cái người đối diện thế nào. Sau đó chúng ta sẽ nói những cái gì mà ta đang suy nghĩ tận đáy lòng của mình nha. Về cái nhìn đầu tiên á, ấn tượng của em cũng đối với anh rất là tốt. Em cũng rất là thích. Em hy vọng á, là chúng ta cho nhau một cơ hội để tìm hiểu sâu hơn. Để biết được rằng chúng ta có thể đi về lâu về dài với nhau hay không. Nếu mà em có ý như thế thì anh cũng không thể nào mà từ chối được mà anh cũng. Nếu em có ý như thế thì anh không mời từ chối được. Nghe sao chứ, em phải nói là ý của em chứ. Nếu quay không ý gì hết thì em sẽ nói gì? Thực ra thì anh thấy em rất là xinh đẹp. Và có một anh. Cái cá tính rất là có thể là mạnh mẽ. Nhưng mà trong đó thì không thể thiếu được cái phần nữ tính. Bấy lâu nay thì anh cũng đang thiếu người mà lo chở lắng cho anh. Anh mong rằng là em sẽ có thể bù đắp lại cho anh cái nó. Đó, hay nói quá. Vậy mới được chứ. Vâng, em hy vọng em sẽ làm tốt điều đó. Nói hay thế, tự nhiên nếu em như thế thì anh cũng đồng ý. Rồi thôi được rồi, câu gì hay lắm rồi. Nha, để tay nút bấm đi em. Có thể là hai con tim đã cùng chung nhịp đập từ nãy giờ rồi đấy. Một người rất là hiền lành, một người cũng rất là mạnh mẽ.
chúng ta bổ sung cho nhau rất nhiều đó nha. Chuẩn bị, 3 tiếng đếm sẽ quyết định điều đó. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Và em. Nào, nắm tay nhau. Hãy chăm sóc y tế cho cô ấy thật tốt nha. Dạ. Hai bạn ấy hợp đôi lắm. Cái gì đây? Dạ, tai nghe. Ủa? Rồi em đeo nghe, em nghe nhịp tim của cổ giùm cho anh, giùm cho chị giờ coi cổ khỏe không? Nãy giờ em, sao? Em có thể cảm nhận trái tim anh được không? Ủa? Trời ơi. Nghe gì không? Dạ có, trái tim anh đập rất là nhanh ạ. Em có thể cho anh được tỏ, bày tỏ cái tình cảm của anh với em được không? Dạ được ạ. Không, người ta rất là ngọt ngào, sâu lắng, nụ hôn nó cũng tự nhiên. Những chiếc vé xem phim để dành cho các bạn đến cùng đạp Cinebox 212 để chiến thắng để xem phim nha và tìm hiểu nhau. À, ép lấy cái anh hàng xóm mà không chịu, bữa nay lên tới chương trình đúng không? Dạ. Lên chương trình bà nội biết không? Bà nội thì chưa biết nhưng mà dòng họ ngoại thì biết hết rồi ạ. Nào ta bấm 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 bấm, nào ta yêu 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 và mình cười 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 cười. Hết rồi ạ. Rồi, mời em gái ngồi. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Rồi, chúng ta giới thiệu về bản thân mình trước đi em. Xin chào chú Cách, chú Quyền Linh và chị Cát Tường, bạn nam và toàn thể quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em tên là Trần Thị Cẩm Trinh, sinh ngày 04/03/1993. Hiện tại em đang làm nhân viên cho một phòng khám tại Đồng Nai ạ. Mình sống và làm việc tại Đồng Nai luôn hả em? Dạ đúng rồi. Quê mình ở đâu? Quê bố mẹ em thì ở Ninh Bình. À, làm ở phòng khám là em làm cái khâu nào? Em là bên dược sĩ ạ. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Dạ, chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường ạ. Chào bạn gái bên kia, em là Phạm Quốc Thiện, hiện tại đang sống ở Bình Dương, làm là kỹ sư công nghệ thông tin bên Tân Bình ạ. Em là bao nhiêu tuổi nha? Dạ em sinh năm 91 ạ. 91, bên kia 93. Trai lớn 2 là tốt rồi ha. Dạ. Rồi em gái, những cái ưu điểm và khuyết điểm của em thế nào? Tự tin ạ, làm hết sức, chơi hết mình ạ. Ưu điểm đó là thích uống trà sữa. Cái đó ưu điểm hả? Ai phong cái đó là ưu điểm gì? Em cảm thấy giúp ích được cho rất là nhiều người. Khi mà mình uống là mình giúp đỡ cho cái người bán tăng doanh số. Dạ. Hay, cái đó là ưu điểm. Uống trà sữa là giúp người bán tăng doanh số, đó là ưu điểm. Hay. Và một cái nữa là em có thể ăn được rất là nhiều. Ví dụ như là đi ăn hay là uống trà sữa với bạn bè thì bạn ăn manh hết thì có thể em ăn. Ăn luôn phần bạn luôn. Đó là ưu điểm ha. Không có làm mà phí của trời, có nhiều là ăn sạch. Dạ đúng rồi. Vậy có khuyết điểm gì không em? Dạ có. Em có thể em hơi thẳng tính. Nhiều khi em thẳng tính và một chút nóng tính nữa, làm cho nhiều khi cái miệng đi trước cái não. Rồi, bạn trai, ưu điểm khuyết điểm là gì? Dạ, em có ưu điểm thì là suy nghĩ tiến bộ và có thể học hỏi. Cũng có suy nghĩ tích cực nữa. Rồi em cũng thích chơi thể thao nữa. Có cái tật xấu gì không? Hơi nhát gái. Nhát gái, nhiều có mấy mối tình rồi? Dạ, 2 mối tình ạ. Nhát gái cũng được 2 mối tình ha. Mối tình dài nhất là bao nhiêu năm? Dạ, cũng hơn 1 năm ạ. Còn mối tình mà ít nhất chắc vài tháng hả? Dạ đúng rồi. Trời ơi, vậy cũng chưa yêu sâu sắc lắm đúng không? Dạ. Một thời gian thì mình không có hợp nhau. Làm sao em cua gái được? Làm sao em quen được bạn người bạn đó? Em thì nhát gái, em toàn quen qua mạng, lúc đầu quen qua mạng không ạ. À. Chứ thực tế bên ngoài thì... coi như nói chuyện trên mạng một thời gian rồi mới dám gặp, chứ đầu tiên là không nhìn thấy con gái là không có dám tới cua đúng không? Dạ đúng ạ. Mà em thấy là cũng khó động đó, ví dụ như gặp con gái mà đẹp thì cũng chỉ nhìn đẹp thôi, nhìn một hai lần thì cũng chưa có cảm xúc gì. Hả? Không có cảm xúc với gái đẹp hả? Kỳ vậy? Dạ, ý là cái rung động đó thì chị, thì mình cũng phải tiếp xúc dần dần chứ không thể mà làm phát mà tự nhiên thấy một ai đó mà em thích ngay trước giờ. Em chưa gặp tiếng sét ái tình thôi, chưa gặp thì nó rung động nhanh lắm em ha. Thử xem một chút xíu mình có rung động bên đây hay không. Hôm nay tình trường mình sao em gái? Dạ, tính đến nay thì em quen được 3 mối tình ạ. Nhưng mà quen được mỗi người 100 ngày. Mỗi người 100 ngày? Trời ơi, em quen, đếm người được quen 100 ngày, đúng 100 ngày chia tay hả?
Dạ, em giống như là có cái không biết sao á, mà em quen ai ba người đều có chưa quá 3 tháng 10 ngày là em chia tay. Cái hương, bà nói có cái hương đó ha. Ba mối tình của em luôn á hả? Là mối tình nào cũng là 100 ngày đổ lại hết trơn á hả? Vâng ạ. Chà, bữa nay em ráng 101 nha cưng. Rồi, mẫu người lý tưởng em muốn tìm là người như thế nào? Dạ, em ấn tượng với những bạn nam mà cao ấy chị. Có dạ, thể em cao 1m7. 1m7 được không em? Dạ, quá được ạ. Được. Rồi, gì nữa? À, em cũng thích vẻ đẹp ạ. Nhưng mà đối với em là vẻ đẹp nó phải toát ra từ cái lao động hoặc là từ trí thức. Chứ một người mà nam á, ngồi ăn mặc bóng lén, ngồi hút thuốc, uống cà phê thì em đó em không ấn tượng. Còn những người con, mà con nhiều khi người ta làm mệt quá, ta ngồi hút thuốc, cà phê cũng được vậy con. Cái đó là giải lao thì con không tính ạ. Còn những lúc mà người ta đang làm trong giờ làm việc, làm rất là bận rộn mà trong một tập thể á, là em thấy ta đẹp. Dạ đúng rồi. Coi như là con thấy ai càng lao động thì càng đẹp đúng không? Cũng có thể ạ. Vậy là cũng tốt. Rồi bây giờ đã muốn lấy chồng chưa? Dạ thật ra thì bản thân em á, cái gì đến trước thì làm trước. Nếu mà em không lên chương trình thì em vẫn có thể độc thân. Nhưng mà chương trình đã gọi giống như là cái duyên mình đến rồi, là coi như lấy. Dạ đúng rồi. Còn về bố má thì rất là hối. Hối? À, à nhất là bà nội. Bà nội rất là sợ cháu gái mình ế. Đến nỗi mà ghen ghét cho một anh hàng xóm. À cứ, mày lấy nó đi, mày lấy nó đi. Nó cũng được đấy, mày cũng được đấy. Nhưng mà em thì không thích ạ. À ép lấy cái anh hàng xóm mà không chịu. Bữa nay lên tới chương trình đúng không? Dạ. Lên chương trình bà nội biết không? Bà nội thì chưa biết, nhưng mà dòng họ ngoại thì biết hết rồi ạ. Sao không kể cho bà nội nghe là con lên chương trình để nội mừng? Bà bị cao huyết áp ạ. Sợ bà vui quá bà tăng huyết áp. Trời đất, sợ bà nội vui quá tăng huyết áp. Rồi bạn trai, bạn muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em thấy có đồng tình với các bạn mà tròn tròn một tí. Tròn tròn mà nhỏ nhắn, hiếu thảo và cũng không trẻ con quá. Bên kia hơi trẻ con đó, uống trà sữa này kia ha. À cái đó thì không sao ạ. Không sao đúng không? Vậy người lớn uống trà sữa được đúng không? Dạ em cũng có uống. Vậy là trà sữa ai cũng được hết. Nói chung hợp lý là thích thôi. Dạ đúng rồi. Để qua quan trọng là có tròn hay không thôi. Tròn là mình ok đúng không? Tròn gió. Để coi tròn không. Chứ chào chú. Cũng hơi hổng tròn chút xíu. Nói chung là về em nuôi có tròn hay không thôi nha. Rồi cháu không thích người đàn ông như thế nào? Cháu không thích một người gia trưởng và hay càm ràm. Càm ràm gia trưởng bên đây chắc không có rồi. Dạ, đây hiền lành lắm. Vậy con có càm ràm ta không? Dạ không. Cháu chỉ nói một lần. Cái hành động nó sai là cháu nhìn một lần. Một lần bỏ qua, lần thứ hai sai tiếp cho nó. Lần thứ ba phải bờ luôn. Lần đầu sai thì nói luôn đi. Em thấy lần đầu sai nói luôn chứ bỏ qua làm gì. Đúng rồi, bỏ qua làm gì nói luôn đi. Cho ý thức người ta tự làm, tự sửa đổi. Có khi người ta không có nhận biết được á, thì mình nói ra thì lần người thứ ta hai biết em thì nói sẽ anh sửa. Lần thứ nhất là bỏ qua, lần thứ hai là nói, lần thứ ba là bơ luôn. Vậy tôi làm lần thứ ba cho bơ luôn. Nếu như mà được á, thì chừng nào em tiến tới hôn nhân được? Tóc em dài là em sẽ cưới. Liên quan gì? À, em xem các hình cô dâu tóc ngắn thì không được xinh chị ạ. À. Nên để tóc dài cho nó bới lên cho nó xinh. Ví dụ bây giờ chờ tóc dài lâu quá và bạn trai đề nghị là coi như xong xuôi hết rồi, em quan điểm như thế nào về việc sống thử? Mà em không đồng ý. Hồi nãy em nói cái gì tới trước thì mình làm trước. Bây giờ nó muốn tới rồi mà tóc chưa dài. À mình có đội tóc dài không được. Trời ơi. Chừng nào đám cưới được em? Dạ em thì lúc nào cũng được mà chắc sang năm được chị. Sang năm? Dạ. À, có làm dâu không? Cái đó thì em không có quan trọng. Thế nào được ạ? À, mình lấy vợ về mình sẽ lập nghiệp ở đâu, sống ở đâu? Tính sau gì? Tính sau là tính nào tính luôn, cô nghe, cô được, cô mới sắp xếp chứ. À, thì khi đó tùy theo cái công việc của hai người nữa. À, có nghĩa là chỗ nào đất lành chim đậu, làm được việc được thì mình ở thôi. Dạ. Rồi. Hôm nay em trai đi với ai? Dạ, hôm nay em có đi với mẹ, với chị và các anh chị đồng nghiệp của em. À. Rồi, chào cô. Dạ, chào cô. Chào cô. Chào MC Quyền Linh. MC Cát Tường. Dạ. Cùng quý vị khán giả. Hôm nay tôi cũng tới đây chắc nhất là cổ vũ cho con trai mình có thể sớm tìm được một nửa của mình. Thiện rất là nhát. Là dụ nếu gặp bạn gái thì nhiều khi là rất khó nói chuyện. Dạ. Cô thấy con dâu tương lai mình nó thấy hợp lý chưa? Dạ nói chung như vậy là cũng được rồi. Cảm ơn cô ạ. Dạ. Rồi, cảm ơn cô. Rồi, hôm nay em gái đi với ai? À, em đi với chị gái ruột, em gái ruột và các bạn ạ. Dạ, em xin chào MC Quyền Linh, MC Cát Tường,
Chào bạn Nam, chào tất cả quý vị khán giả. Em là chị gái của Trinh. Cho mình xin hỏi bạn Nam bên đây một câu được không ạ? Trong cái tứ độ tường á, thì bạn có dính phải cái vấn đề gì không? Em có vướng cái gì không? Có nhậu, lâu lâu khoảng chắc 2-3 tháng nhậu lần ạ. Rồi không sao. Vậy là quá ok rồi ạ. Ok, hút thuốc có không? Dạ không. Trai gái có không? Họ chưa có người. Chưa có. Nhát mà không. Rượu chè, cờ bạc có không? Cờ bạc không ạ. Dạ, vậy là hoàn hảo rồi. Tại vì vẻ bên ngoài thì nhìn rất là hoàn hảo, chỉnh chu, đẹp trai. Mong rằng khi mà kết thúc chương trình thì mình sẽ mở ra một mối quan hệ tốt đẹp. Hai bạn nên bấm nút. Rồi, cảm ơn chị. Rồi, bây giờ mình sẽ mở cửa hàng rào cho hai bạn gặp nhau để trò chuyện nha. Mở hàng rào. Anh có món quà này muốn tặng em. Dạ, em cảm ơn. Em cũng có món quà tặng anh ạ. À, cảm ơn. Rồi, chúng ta cảm nhận gì về lần đầu tiên gặp mặt này? Anh hỏi trước đi ạ. À, anh thấy em cũng xinh. Em cũng thấy anh xinh. À. Anh mà xinh là mệt à. Anh nghĩ là khi mà sinh con ra anh muốn mấy đứa? Vừa vừa thôi, cho tại mình cũng lượng sức. Em nghĩ là đặt tên con là một đứa là Bắc Đăng Bơ, một đứa là Coca, kỷ niệm cho cái buổi xem phim á. Hả? À vậy cũng được. Đặt trà sữa hả? Nhưng bạn nghĩ cái đó là biệt hiệu thôi đúng không? Dạ đúng rồi, tên ở nhà thôi. Cặp vô mới cái là em có hay vào thành phố không? Ha? Em ở khúc nào vậy? Em ở gần cuối Đồng Nai, ở chỗ Định Quán á. Anh có hay qua chỗ đó không ạ? Anh thường thì chỉ qua Biên Hòa thôi. Chỗ có mấy tảng đá rồi em. Dạ đúng rồi đấy chú ạ. Ngay Đá Ba Chồng. Nhà em thì ở gần cái khúc đó. À, thế cũng gần mà. Anh ở bên chỗ Dĩ An á. Anh nghĩ là một tuần anh có thể chúng mình hẹn hò được bao nhiêu lần ạ? À, chắc khoảng 2 lần. Một lần giữa tuần, lần cuối tuần. Tuy nhiều đấy nhở. Thế cũng bình thường mà. À, trong gia đình thì ai nên là người nắm tài chính ạ? Anh chưa nghĩ đó nữa. Mình nên công bằng ha. À, khi mà hẹn hò thì em nhường anh. Còn khi mà về nhà rồi thì về vẫn chi trả nhường em. Anh thấy thì sao? Chưa đấy được. Anh có gì mà hỏi không ạ? À... có rung gì chưa? À... Có rung em thấy cũng không hơi rung rung. Mới vô cái hỏi đẻ con, đặt tên con luôn rồi. Đoán quá. À, tí nữa em có đặng luôn không? Dạ có á. Em nghĩ... À, thế tí nữa mình đi xem phim luôn đi. Vậy là bấm nút rồi hả? À không... Không có vé đâu xem phim. Ờ, có chương trình tặng mà, em thấy có mà. Đâu, cái đó bấm nút mới tặng, không bấm đâu có tặng. Ô, hai bạn chia sẻ món quà của hai bạn tặng nhau là cái gì vậy? Tặng đó thì cái cục gấu đó thì mình có thể ôm hoặc là gối đầu cũng được. Còn sô-cô-la thì ăn cho đỡ nhạt miệng. Miệng em nhạt lắm hả em? Em cũng hơi nhạt. Sô-cô-la người ta tặng đó là ý nghĩa của tình yêu hay là cái gì đó, một sự bắt đầu của tình yêu. Ăn sô-cô-la cho đỡ nhạt miệng. Miệng tôi đâu có nhạt. Còn em tặng sách gì cho ảnh vậy em? À, cuốn sách đó tựa đề là Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình. Ý nghĩa là cho cái tựa đề nó rất là ý nghĩa. Anh thì cũng thích đọc sách. Mấy chuyện mà ghiền quá là một đêm một cuốn luôn. Bây giờ bạn gái hát tặng bạn trai một đoạn bài hát nào cho bạn ấy bình tĩnh lại đi. Thấy bạn hơi rung đấy. Dạ. Nào ta bấm 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 bấm. Nào ta yêu 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 yêu. Và mình cười 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 cười. Hết rồi ạ. Rồi. Vậy hả? Nào ta cùng bấm 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 bấm. Ta cùng yêu 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 yêu. Ta cùng cười 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 cười. Đơn giản vậy. Bài hát em sáng tác đó hả? Nhạc bài thì... hát thật là sâu xa và ý nghĩa đó mà. Thôi bây giờ vậy. Nhát gái phải không? Đứng lên. Cho cơ hội nắm tay nhau một cái. Rồi tỏ tình cái rồi quyết định bấm nút nè. Ngồi nhìn nhau hoài mất thời gian quá. Cười không hả? Rồi nắm tay nhau. Ráng nhìn sao cho rung đi. Anh hơi run. Nói gì đó với cổ đi. Cổ em thích lãng mạn lắm. Cổ đọc chuyện không, này kia không thường. À anh cũng thấy bình thường. Em nói gì với cổ đi. Rồi nắm tay cổ nói cái gì đi. Thì hôm nay gặp nhau đây cũng có duyên rồi. Và anh thấy em cũng xinh. Đi bấm nút nha. Rồi
Rồi để tay đặt bấm nút bấm nha hai bạn. Suy nghĩ thật kỹ nha hai bạn. Bây giờ là thời phút rất là quan trọng. Có rung động mới bấm nha. Bấm nút là hẹn hò yêu đương nha, chứ không phải bấm nút để đi chơi, coi phim rồi về chia tay nha. Dạ. Suy nghĩ kỹ nha. Bấm chưa? Dạ rồi chị. Một, hai, ba. Rồi. Chúc mừng hai bạn. Chưa nói gì hết trơn bấm rồi. Phải nghe cái thể lệ người ta yêu cầu rồi mới bấm chứ. Có hối hận không? Dạ không. Giờ bấm lại nha. Bấm lại cũng thế chị. À vậy hả? Thôi nắm tay nhau đi. Nôn nao lắm đúng không? Nói lại coi bây giờ nếu đẻ con trai đầu lòng là đặt tên gì? Anh họ Phạm. Phạm gì? Phạm cô cá, Phạm mất răng bơ. Đây là những vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Rồi hôn đi rồi tặng quà. Nắm tay nhau hai bạn. Trời ông hôn mà ông dán tóc ông chép chép trước nè. Cái gì vậy? Mạnh mẽ lên. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang cấp BTX trên toàn quốc. Em ví dụ như có hổn với ba mẹ này kia thì nóng cái là kiểu như quýnh ai? Trời ơi. Quýnh em. Còn không là bình thường là em chỉ la thôi. Nếu mà hói thì cỡ chú thôi đừng có hôn. Hỏi chi giờ không biết nữa. Cỡ chú rồi thôi hả? Thôi chào em. Chào. Em chào chị Cát Tường, chào chú Quyền Linh, chào bạn nam bên chưa, kia. Chưa, bạn nam bên kia chưa có ra. Chú chào con, có mình chú à con. Mời bạn nam. Rồi, mời bạn ngồi. Rồi, giới thiệu đi em gái. Dạ, em tên là Bùi Thụy Tiếp Vân. Em 27 tuổi, hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em đang làm bên dịch vụ giấy tờ nhà đất, bất động sản. Dạ. Rồi, mời bạn trai. Dạ, lời đầu tiên thì em xin kính chào tới anh Quyền Linh. Chào em. Chị Cát Tường và bạn gái bên đó, ban giám khảo. Không có ban giám khảo. Có ban khán giả. Khán giả đang coi đài. Em tên là Tính, tên đầy đủ là Đinh Đức Tính. Ở nhà thì thường thường anh chị em công ty hoặc là mẹ ba thì gọi cái một cái tên rất là dễ thương, đó là Tính đẹp trai. Em sinh ra ở Thái Bình, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Di An, Bình Dương. Em năm nay thì 31 tuổi. Em thì điều hành và kinh doanh du lịch. Nha. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì Vân? Dạ, điểm mạnh của em là làm cái gì cũng tới nơi tới chốn, không có dở luôn. Ừ. Thì công việc nhà với lại nấu ăn rồi này kia thì em làm được hết. Làm được hết. Dạ. Rồi, khuyết điểm? Khuyết điểm là em hơi nóng tính với lại hơi thẳng tính. Nóng là nóng trong chừng mực thôi. Em ví dụ như có hổn với ba mẹ này kia thì nóng cái là kiểu như quýnh ai? Trời ơi. Quýnh em. Còn không là bình thường là em chỉ la thôi. Khi nào mà nó hổn hay cái gì quá mất đó, thì mới quýnh thôi. À rồi. Nó hổn với chồng quýnh luôn à. Rồi bạn trai, ưu điểm khuyết điểm của em là cái gì nè? Ưu điểm của em thì khía cạnh gia đình thì em cũng rất là thích nấu ăn. Em rất là quả quyết trong tất cả mọi công việc. Nhưng mà cái nhược điểm của em thì trong công việc mà ai mà làm sai thì em hay khó chịu. Tức là em hay khó tính chút xíu về cái công việc. Rồi trong gia đình cũng vậy, ai mà không gọn gàng thì em cũng rất là khó chịu. Ừ. Và em thể hiện ra mặt luôn. Nhưng mà cũng khó tính ha. Hơi khó tính. Dạ. Giống em luôn hả? Giống như là nói chung ở nhà để đổ đâu thì để yên gọn đó cho em. Đựng bài bừa này kia nọ là em rất là ghét. Có hơi nghĩ mình hơi gia trưởng không? Dạ có. Có luôn hả? Dạ. Hỏi bên kia bên này trả lời có luôn. Vậy là bên đấy gia trưởng. Bên này thì không ra trường. Hơi một tí thôi, như thấy đúng em khuyên thì nghe em tí. Nhưng mà nếu khi mà hai người gây lộn, cãi nhau thì ai sẽ là người chịu thiệt thòi chút xíu, im lặng? Chắc là có lẽ em là chịu thiệt thòi. Chắc không à nha. Dạ không sao, nhưng mà lúc đấy em về em sẽ đập đầu vào gối.
Rồi, bây giờ tình trường của hai bạn thì sao? Dạ, vâng, em trải qua 3 mối tình. Mối tình sâu đậm nhất là được bao lâu? Tại sao chia tay? Dạ, 4-5 năm. Em không thích kiểu như là chưa cưới về đã như xét cho em là phải làm công việc đó, việc đó. Không cho em đi làm ở ngoài này khi nọ. Bao lâu rồi? Dạ, 2 năm hơn. Bây giờ mình từ 2 năm nay là không quen ai hết? Dạ, cũng có quen nhưng mà tìm hiểu thôi. Bạn trai có mấy mối tình? Em thì 2 mối tình. Một mối tình thời đại học, rồi bắt đầu em với quen một cái cô gái nữa, nhưng mà cô ấy ở ngoài miền Bắc. Hy vọng hôm nay cái duyên này nó kết cái phần là xong nha. Rồi, bây giờ bạn gái muốn tìm mẫu hình lý tưởng như thế nào? Em muốn tìm người cao trên 1m7. Rồi, biết có cách, biết cách ăn mặc một tí. Rồi. Không hô không hỏi. Còn gì nữa? Cho những người hô hỏi. Biết cách sống với gia đình với lại mọi người xung quanh. Có điều gì em không thích ở người bạn trai không? Dạ không thích mấy người càm rõ. Nóng tính hay càm ràm. Em cũng nóng tính mà em không thích người ta nóng tính. Dạ phải có một người cương. Một người cương phải có một người nhu, chứ không thể nào mà hai người cùng cương hết được. Rồi gì dạ. Nữa em không thích bê bối. Nói chung là ở giờ. Bạn trai bên kia nhắm đạt được tiêu chí bên này bao nhiêu phần trăm? Các có lẽ là đạt được 90%. Em thì chưa thấy hô mà cũng chưa thấy hói. Để tôi qua tôi hỏi cái vụ hói này coi. Chào chú Nguyên Linh. Chào con. Nếu như mà lỡ mai một cái người hói, người ta thương con, người ta yêu con, người ta chăm sóc cho con, người ta lo lắng cho con hết sức mình, thì con nghĩ sao? Nếu mà hói thì cỡ chú thôi, cỡ chú thôi, đừng có hô. Hỏi chi giờ không biết nữa. Cỡ chú rồi thôi hả? Con thích hói thiệt luôn hả? Không, nhưng mà cỡ chú thì ok. Nhưng nếu hói hơn thì sao? Hói kỳ lắm. Hello, sao kỳ? Okay. Hói mấy người hói người ta thông minh lắm á con. Cái quan điểm mày thay đổi đi. Dạ, thôi vậy hơi hơi thì được. Hơi hơi cũng hơi hơi. Thôi được rồi. Nè, chú nói cho con nghe nha. Chàng trai bên đây á, nãy giờ rất là chững chạc, đủ tiêu chuẩn của con. Không thích cái tật xấu gì của người đàn ông. Con không thích chủ phu, nóng tính. Hay bên này hơi nóng tính. Nói nhiều, cà rỡn. Rỡn. Có rỡn rỡn không? Thì dạ chưa thấy. Không, rỡn vui mà. Không thì vui kiểu nhưng mà đừng có nhây quá. Nhây nó vui hơn mà. Giống như là đang bực mà càng nhây dễ có chuyện lắm. Là con quất liền đó đúng không? Em còn quýnh mà. Thôi được rồi, bên đây chững chạc không có nhây rỡn đâu. Bên kia mẫu người lý tưởng mình như thế nào, muốn tìm một người vợ ra sao? Cô ấy cao 1m55 đổ lên, da trắng. Có luôn. Biết quan tâm tới gia đình, đặc biệt là phải biết nấu ăn. Biết nấu ăn không em? Dạ biết. Anh ơi, em mới đi Nha Trang về nên bây giờ em đen lắm, anh có chịu được không? Đừng đen như anh là được. Dạ anh đen lắm ha. Anh đen lắm. Chào em. Dạ, chào chị. Có cái gì mà không thích ở người bạn gái không? Hơi khó tính. Anh ơi, em khó tính lắm anh ơi. Cái công việc em làm là em có hay đi công tác xa rồi gì không hay là mình... Dạ em thì có những cái trường hợp mà bắt buộc thì em hay phải đi trực tiếp, và cũng như là quan hệ về khách hàng. Có lúc mà thiếu hướng dẫn thì em sẽ làm guide luôn. Hay quá đấy. Thường thường anh đi lâu nhất bao nhiêu ngày anh? Đó. Lâu nhất có lẽ là sẽ là 6 ngày. Em có ghen không? Dạ không ghen, nếu mà lỡ có gì mà em biết được đó là đi luôn. Em sắp xếp lâu lâu thì dạ em đi theo tôi chung với ảnh cũng được. Dạ, đúng không em? Được không em? Dạ được chứ. Được chứ hả? Hạnh phúc nhất là được dẫn người bạn gái của mình hoặc là người vợ của mình đi chơi cùng mình. Không, nói vậy thôi, nếu mà bạn gái thì ok, tới chừng tới vợ rồi thôi. Thì hay này kia lắm anh ơi. Ví dụ như em đòi đi thì thôi, em ở nhà đi, em đi làm chứ không phải là anh đi chơi hay này kia nọ đâu. Thấy ảnh là cũng cao to đẹp trai đó, ngon lành đó, công việc ổn định. Rồi bây giờ mình có đi với người thân không nè? Dạ có, em đi với mấy cô, mấy thím với lại bạn em. Rồi. Bạn Cát Tường và bạn Hiền Linh, cùng các bạn xem đài. Tôi là Thế Lan, là cô ruột của bé Vân. Dạ. Em mới nhìn thì rất là có cảm tình với hai đứa. Nhưng mà thú thật vì hoàn cảnh của Vân á, thì phải nói là cũng đáng thương là mẹ đang bệnh. Do đó Vân phải vừa đi làm, mà em thì học lớp 12. Ba thì phụ cũng ở nhà cũng buôn bán vậy đó, để lo cho mẹ. Thì không biết là về có chấp nhận thông cảm được hay không. Tướng tá thì rất là ok, mà đi công tác thì đi du lịch thì miệng lưỡi cũng nhiều lắm. Mà không biết là cái số hậu qua thì như thế nào. Thế cô thì con cảm ơn lời chia sẻ của cô. Thì về gia đình thì làm bổn phận con cái thì lúc nào cũng phải đặt gia đình lên hàng đầu.
như mẹ con hồi xưa cũng thế thôi. Nhà có 4 anh chị em. Trước khi mẹ con mất thì tụi con cũng phải tự đi chăm mẹ thôi. Thì con cứ hiểu cái hoàn cảnh đó. Và mẹ bệnh bao nhiêu thì cũng phải lo cho mẹ bấy nhiêu. Lo cho gia đình rồi xong bắt đầu là đến cái việc của mình. Mẹ khỏe thì mình cũng có sau này. Con thì đi công tác cứ 1 tuần hoặc là nếu mà dài hơn nữa thì cũng khả năng tới 10 ngày. Cô cứ yên tâm. Dạ, con đã yêu ai thì yêu hết mình. Okay. Rồi, Tính đi với ai Tính? À, lần này em đi với anh trai ruột, anh Tình và các bạn đồng nghiệp. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào các quý vị khán giả. Rồi, chào anh. Thì theo anh thấy thì cô gái bên này thì cũng được, cũng đúng yêu cầu của em. Nhưng mà tính em của anh ấy thì nó cũng hay giỡn lắm, nó vui tính. Cảm ơn anh. Thôi, bây giờ chúng ta đã nghe nói chuyện với nhau, trao đổi và nghe ý kiến của người thân rồi. Cái quan trọng là hai bạn gặp mặt cảm nhận như thế nào nha. Mở rào. Bắt đầu đi bạn. Chào. Chào em. Dạ. Anh có món quà tặng em. Dạ, cảm ơn anh. Rồi, chúng ta trò chuyện thoải mái đi các bạn. Anh gặp em, em rất là dễ thương. Cảm ơn anh. Anh làm bên ngành du lịch và cũng như là đi lại đi công tác thì 1 năm thì cũng khá là thường xuyên. Thì không biết là em thấy thế nào? Miễn sao anh có đi có về là được rồi. Cái đó thì chắc chắn rồi. Thì giống như tính chất công việc, em cũng đi giao tiếp này kia nọ, nói chung là cũng có uống bia đó. Anh có khe mấy chuyện đó không? Tiếp khách thì cái đó là cái việc bắt buộc rồi. Nhưng mà em đừng nhậu nhiều quá. Về nhà mà say lúc đấy là... No, em không bao giờ. Đúng vậy, em sẽ giữ bình tĩnh khi em về nhà. Nhưng mà em đi nhậu vậy anh cũng đâu có sao đúng không? Không sao. Bình thường anh uống được bao nhiêu? Anh uống giỏi lắm, được lon đến lon thứ 3 là cũng hơi say say rồi. Em cũng được cỡ đó. Vậy về nhà nói hai người nhậu chung nhau được rồi đó. Em lâm quá thì anh có cảm giác mình đanh đá không? Không sao. Hiện tại giờ phút này mình cảm nghĩ như thế nào? Mình suy nghĩ gì về đối phương? Và trong lòng mình đang nghĩ điều gì? Nói một câu ngắn gọn thôi. Đồng ý làm bạn gái anh không? Em sẽ trả lời bằng nút bấm. Chính xác. Bấm nút là đồng ý hẹn hò với nhau, là trao duyên với nhau. Chứ không phải bấm nút là để uống cà phê với nhau. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Nào. Wow. Vụ gì đây? À. Chúc mừng. Nắm tay nhau nào. Nào, hãy có một nụ hôn để chứng minh ngày hôm nay các bạn đến với nhau bằng cả trái tim của mình. Đây là chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Ở đây đó có một không gian rất là lãng mạn, chúng ta sẽ hiểu nhau và yêu nhau nhiều hơn nha. Gửi tặng các bạn. Tại vì em trai mà nếu bạn em nên mấy đứa bạn thân em nói là em không có cửa với chai số muối á chị. Bữa nay em sơ cho mọi người thấy là em cũng có khả năng đụng tới chai số muối. Nãy giờ chưa có đụng, em chưa có đụng. Đụng thử chị. Đụng đi. Nó dội ngược á chị. Rồi nó cứng thiệt á chị. Thiệt luôn á. Mà xỉu xỉu rồi, ngồi đi để xỉu rồi cưng. Mời bạn nữ. À, giới thiệu về mình đi bạn. Dạ, chào anh Quyền Linh và chào chị Cát Tường ạ. Chào bạn nữ bên kia và chào quý vị khán giả ạ. Em là Võ Trường Kha, năm nay 28 tuổi. Hiện tại là em làm nghề nghiệp là huấn luyện viên thể hình PT ạ. Và vẫn là vận viên thi đấu. Làm ở đâu? Dạ em làm ở bên quận 7 và quận 4. Dạ. Quê em ở đâu? Dạ em ở người Sài Gòn ạ. Rồi mời bạn gái giới thiệu. Dạ em chào chị Cát Tường, em chào MC Quyền Linh và chào tất cả các khán giả ở đây. Em tên là Nguyễn Thị Thanh Trang, hiện tại em 24 tuổi. Em là hiện tại là sale du lịch ở tại công ty Thanh niên Thời Đại và em cũng kiêm làm visa luôn. Quê mình ở đâu? Dạ quê em ở Ninh Thuận, hiện tại em đang ở quận 3. Rồi điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ điểm mạnh của em đó là em vui vẻ hòa đồng, hơi tưng tửng. Với lại em biết lắng nghe người khác đó chị. Em rất là dễ cảm thông cho người khác, sống tình cảm. Còn điểm yếu của em á là hơi tưng tửng.
à, cũng là nó, nhưng mà cái yếu nhất của em á là hơi hay quên, bị não cá vàng. Và cái cấp độ của em á có thể là quên trong 5 giây, có thể là nói xong em từ tay này em lọt tay khác, và đôi khi nó còn bị lãng lãng. Bạn gái nhớ tên bạn nam không? Thì đó em nói rồi, hỏi lại đi, từ giờ tới cuối chương trình cho hỏi 10 lần á. Anh hàng xóm ơi. Ơi em. Anh tên gì vậy? Võ Trường Kha em. Anh Kha hả? Đúng rồi em. Dạ em sẽ ghi nhớ. Rồi em hỏi ảnh đi, anh có điểm mạnh điểm yếu gì? Anh ơi, hiện tại thì anh thích cái gì nhất vậy anh? Anh chỉ thích chơi thể thao thôi chứ anh cũng không biết chơi gì hết. Trời ơi chị, vận động viên của người ta đó. Em đang chạy xong luôn anh luôn. Dạ, dạ em trả là anh còn có một mối duy nhất nè em. Không phải. Ủa, hả? Cái gì vậy? Anh đang xả người ra, anh còn có một mối duy nhất à. Ủa kỳ vậy chị? Giờ anh đang lên là định 90kg á. Hiện nay là em đang nhiêu ký? Dạ em đang 81kg chị. 81 mà giờ em muốn lên nhiêu? 90 chị. 90 thì em làm sao? Dạ ăn nhiều chị. Ủa lên thì chi vậy em? Dạ cho nó dưỡng cơ em á anh. À. Rồi xong mà tính hồi thi đấu á em sẽ siết xuống lại 20kg. Thôi thôi. Dạ. Xuống 20kg thì dạ. Bao nhiêu lâu mới xuống được 20kg? 3 tháng anh. Mai em chỉ anh nha. Bỏ đi anh Linh ơi. Ngoài cái ưu điểm đó là em còn ưu điểm nào nữa không Kha? Em không biết tốt, không rượu và cũng biết nấu ăn nè. Chiều chuộng bạn gái số 1 chị. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em có 2 mối tình anh. Lâu chưa? Một mối tình đó là em quen từ lúc đi học là 7 năm. Một mối tình là quen là cũng gần 1 năm. Giờ quên hết chưa? Dạ người đó phản bội em nè. Phản bội là quên liền à? Mệt bỏ đi. Em bao nhiêu mối tình rồi? Mối tình học sinh thì không tính đi rồi. Rất là dễ thương. Mối tình sâu sắc nhất của em là gần 5 năm. Em chia tay cách đây 5 rồi. 5 năm mà tại sao phải chia tay cơ? Tại vì gia đình em trải qua nhiều biến cố á. Họ thương em, họ không có phản bội em giống như anh kia. Nhưng mà họ không có chịu được cái sự khó khăn cùng nhau. Ta nói là yêu nhau thì cay đắng ngọt bùi cũng chịu, hạnh phúc phải sẻ chia. Thì họ chỉ hạnh phúc thôi, đôi khi á những cái vất vả này nọ thì họ không chịu được. Mẫu người bạn trai của em mong muốn là người như thế nào? Em thích bạn trai cao hơn em ít nhất là 1m7. Tại vì em thích mang giày cao gót như vậy nè. Cao hơn em chút xíu. Anh cao 1m7 à? À nhiều đúng 1m7 luôn. Đủ chuẩn ha. Đủ chuẩn, đủ chuẩn. Vẻ ngoài nhìn hiền lành, sáng sủa, dễ nhìn một chút xíu. À, còn về tính cách á, thì em không thích cái điều đầu tiên anh như anh nói là em không thích thuốc. Anh là đã uống rồi. Em cái mùi thuốc em rất là dị ứng luôn á. Em không chịu được và đôi khi em phải làm lố cái đó lên. Giờ bữa nay em hên rồi đó. Hên. Em kết cái nữa là anh biết nấu ăn. Em cũng biết nấu ăn, em không có nấu ăn được ngon như là nhà hàng hoặc là trình bày đẹp mắt. Nhưng mà em có thể lo cho ảnh cái bữa cơm hàng ngày. Rồi. Đó là điều em rất là tự tin. Tốt. Dạ. Bên kia em muốn tìm người bạn gái như thế nào? Dạ thì em tìm một người bạn gái là dễ thương, hiền, rồi chung tình là được rồi chị. Có cái mẫu người lý tưởng không em? Về vóc dáng ngoại hình. Vóc dáng thì em cũng không đòi hỏi cao, bình thường thôi chị. Chỉ quan trọng á là tạo cho nhau một niềm tin, tạo hạnh phúc cho nhau là được rồi. Kính trọng người lớn mà ở nhà thôi là được rồi chị. Rồi. Dạ. Sao em gái tự đánh giá nãy giờ yêu cầu bên đây đưa ra em được bao nhiêu phần trăm rồi em gái? Dạ 80% anh. 80% hả? Dạ. Còn 20% còn lại là gì? Là để nhìn mặt coi sao, trời dễ thương. Ví dụ anh bên đây anh hợp với em rồi, anh muốn tiến tới thì khoảng bao lâu em đồng ý? Nếu mà ok thì em cưới lúc 27 và có con lúc 28. Hoặc là em có con lúc 28 luôn. Cái đó là tương lai của em. Nói chung là mong muốn có đứa con. Đúng cũng rồi. Rất bản lĩnh. Đó, em nghe hết rồi ha. Trời ơi, dữ quá. Có cách nào vỗ béo cho cô bên này không? Dạ có chị, bình thường chị. Em là muốn nhân viên VT cá nhân mà chị. À, nguyện vọng của cổ là muốn là lấy chồng hoặc là sanh con trước 28 thì ý em sao? Dạ thì bây giờ mình cứ tìm hiểu trước đi. Rồi xong rồi có duyên, có nợ với nhau thì sẽ tiến tới xa hơn. Có cái điều gì mà em không thích ở người bạn gái không? Lừa dối. Dạ, tại em đã trải qua rồi nên em biết. À, em có thích sống thử không? Dạ, không. Người ta cho thử cũng không luôn? Không. Chắc không? Chắc. Cái mặt nhìn gian lắm nha. Thiệt đúng không? Dạ, nhà em khó lắm chị. Khó lắm phải không? Rồi. Đám cưới rồi mới đẻ nha em. 27 tuổi đám cưới, 28 tuổi đẻ là đẹp rồi đó. Em trai đi với ai? Dạ, em đi với là chị của em ạ. Chị ruột á hả? Dạ, chị họ. Chị họ rồi, dạ. Cho gặp chị cái. À, em chào MC Quyền Linh và chị Cát Tường. Dạ, chào Quyền chị. Quyền cùng quý vị khán giả. Thấy em gái bên đây sao? Dạ, em thấy em gái bên này nói chuyện cũng... cũng dễ thương hết à. Thì bây giờ hai em cho nhau cơ hội đi tìm hiểu nhau rồi đánh với nhau. Cảm ơn chị. À, cho em hỏi là ở Kha, anh Kha ở nhà khi mà anh nóng giận á thì anh thường sao chị? Cũng hiền lắm, tội lắm, biết sống lắm.
con dễ thương à, chị xin rồi cảm ơn em. Chúc chị sức khỏe ạ. Em đi với ai? Dạ em đi với lại bạn thân với lại đồng nghiệp cũ của em. Rồi dạ. Cho chị gặp bạn em rồi. Chào em. Dạ em chào chị. Em chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Em là chị đồng nghiệp của bé Trang. Thì bé Trang đối với em là theo như em nhận xét thì bé là một người rất là vui vẻ, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc. Và đặc biệt là bé Trang rất là có nghị lực sống á chị, rất là chịu khó. Về anh trai bên đây thì anh rất là man, cũng hiền, nói chuyện thì cũng chân thật á. Hai bạn thật sự chân thành và nghiêm túc thì hãy cho nhau cơ hội để mà tìm hiểu nhau. Em xin hết ạ. Rồi, cảm ơn em. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Rồi, kéo rào. Dạ, em chào anh ạ. Anh tặng em. Dạ, cảm ơn anh. Với lại một món quà của anh á là thể dục. Anh tặng em cái dụng cụ này để em có thể em tập luyện ở nhà. Trời, em không có kinh nghiệm tập mấy cái này luôn á. Cái này làm sao anh? Có thể anh hướng dẫn cho em cũng được. Em cái này tăng đùi và tăng vòng mông của mình. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Em muốn không? Anh hướng dẫn cho em tập luôn. Được không chị? Được, được. Em là coi sẽ tăng đều. Dạ. Đầu tiên động tác squat á, em có thể tập ở nhà. Em gắn cái này vô, trong ngay cái đùi của em. Phần đùi dang động phần chân, đứng dang động bằng vai ha. Ngực vẫn thẳng cho anh. Phần mông em đẩy ra đằng sau, xuống quát 1 xuống 2 3 4 10 cái, 4 hẹp vậy cho anh. Dạ. Mọi động tác. Dạ cảm ơn anh. Rồi, ok. Cái đó tập cho ốm đó, cái trường tập lộn đó. Tập cho còn 29kg đi. Em đừng các em khoái kiểu này nè. Tại vì em mê trai mà, nếu bạn em mấy đứa bạn thân em nói là em không có cửa với trai số muối á chị. Bữa nay em sơ cho mọi người thấy là em cũng có khả năng đụng tới trai số muối. Nãy giờ chưa có đụng, em chưa có đụng. Đụng thử chị. Đụng đi. Nó dội ngược á chị. Rồi nó cứng thiệt á chị. Đâu cho cô coi cái muối cái coi, dán cái bụng lên coi. Hiện cái muối là một muối. Một muối rồi chị, còn bốn muối mờ thôi à chị. Xén xíu coi. Em bóp vô cơ coi. Thiệt luôn á. Thôi xỉu xỉu ngồi đi để xỉu anh Cưng. Đó, hai người nói chuyện thoải mái đi. Em hôm nay em có một bài hát muốn tặng cho anh. Thì em xin hát bài Cô Gái Mít Năm 2. Là cô gái hay mộng mơ, xinh đẹp như tinh dân trần. Người đã khiến tôi thẫn thờ, cho ngày qua tôi thẫn thờ, cho tôi nhung nhớ bao nhiêu muốn nói với anh. Bao điều rằng em đã thương anh nhiều, yêu anh từ lâu anh bình chân. Em tự tin theo nét riêng chỉ cần một mến năm tam, nhưng sao đánh yêu yêu dàng đôi môi thâm xuyên nụ cười. Thôi thì là duyên, nếu người thuần thì tôi sẵn thư chuyện mẹ cha xin được đến vợ chồng. Thương anh đã lâu nên âu sầu, nay nói ra cho hết đau đầu. Dạ xin hết ạ. Rồi tâm sự đi. Thời gian anh đi làm về thì một ngày anh làm mấy tiếng hồ? 5 giờ sáng cho đến 9 giờ tối. 5 giờ sáng đến 9 giờ tối thì có mệt không anh? Anh có mệt không? Anh được nghỉ trưa, được 12 giờ anh về. Anh nghỉ trưa đến 3 giờ chiều anh vô làm tiếp ca. Công việc của anh là có stress nhiều không anh? Dạy cũng bình thường thôi. Mình có điều mình mệt mình nói chuyện thôi. Với lại những cái lúc mà giai đoạn thi đấu á, nó mệt giả người lắm. Tại khi mà xiết người xuống rồi nọ là cơ thể của mình nó hoàn toàn là anh không có bị tán tỉnh nhiều không? Làm sao để anh không có bị do mình dao động em bởi những cái đó? Do mình thôi. Ví dụ mà mình cứng thì không có chuyện gì xảy ra. Dạ. Tính em nó hơi nóng á, kiểu là người ngoài á, bạn bè thì em rất là vui vẻ, nhưng mà người thân em rất đôi khi em thể hiện cái nóng của em ra luôn. Nhưng mà anh chỉ cần ôm em vào lòng, hoặc là anh nữ mà đừng em hay nhõng nhẽo, em hay giận dữ bâng quơ. Nói chung là đàn ông nhẹ nhàng thì bảo cấp 12, 11 gì cũng xìu hết trơn á. Chỉ là thương thiện. Dạ anh có muốn hỏi em gì không? Em muốn em Tám có con à? Đúng rồi. Cái này với lại một phần nữa anh thấy á, mình xác định trước cũng không được, cái này là do trời cho đúng của rồi mình. Tại cái hướng ở đây mình vậy thôi. Bạn bè anh á cũng tính toán đồ về nọ, rơi điểm rớt rồi này nọ mà cũng không thành, không có là không có. Dạ cảm ơn anh. Bây giờ em muốn anh biểu diễn thể hình cho em coi không? Ok chị. Ok chị. Em đợi nãy giờ đó mà em ngại quá em không dám nói. Biểu diễn cho cô coi đi, là cô quyết định cô có bấm nút chọn em hay không.
á, chơi cởi áo là to dữ lắm luôn á. Mà em đã có thi đấu lần nào chưa, có giải thưởng gì chưa em? Dạ em vừa đánh giải tháng 5 vừa rồi, Men Physics của Liên đoàn thành phố thể hình thành phố Hồ Chí Minh. Em đều top 15 của. Quá dữ rồi ha. Rồi thôi được rồi đó. Rồi bây giờ chúng ta quyết định bấm nút hay bấm các bạn. Thỏa mãn rồi hả Cưng ha? Dạ vui. Rồi, vui rồi đó. Phải suy nghĩ thật kỹ. Bấm nút là để tìm hiểu, yêu đương, để tiến tới hôn nhân. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Đó, giờ bắt đầu chúng ta chính thức hẹn hò với nhau. Được. Rồi đó. Man không? Man anh. Man thì làm đi. Ông hôn ông sướng mà ông làm cũng như hai tôi đứng đây sướng vậy đó. Đây là chiếc vé xem phim của cùng rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn.